À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Totan War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của những linh hồn biển cả với bà béo này. Nó nhanh cho nó vuông nó là như vậy. Ở tập trước thì mình đã vượt qua được cái cửa ải thứ hai của cái nhiệm vụ này. Và bây giờ thì mình còn một cái cửa ải cuối cùng đây. Mình sẽ phải chắc mình chờ vài lượt nữa mình chiếm cái vùng này xong thì nó sẽ cử quân đến đấy. Thì bây giờ chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng mà chắc chỉ một vài lượt nữa là nó sẽ đánh nhau thôi. Tình hình nó là như thế, nhưng mà để xem mình có thể làm được gì. Trận trước mình đang vây cái thành này của thằng, về mặt lý thuyết ấy thì cái công nghệ này thì mình sẽ nghiên cứu cái này, mới trừ 1000 điểm infamy của chúng ta xuống và chúng ta sẽ tuyển được các cái tướng huyền thoại. Nhưng mà mình chưa chắc mình có dùng cái tướng này mạnh về tấn công tầm xa, anti-luck cho Gabonus, cho kỵ binh à. Tướng này thì kháng sát thương vật lý cộng 10% cho quân đội, cộng 20 ground sử dụng. Tướng này tăng 15 giáp tinh thần chiến đấu khi vây thành, và tướng này thì cộng leadership cộng 100%, recoil rẻ hơn, sử dụng phép của vampire, sử dụng phép của deep, phép của dead, phép của deep. Rồi, muốn nó là của cái gì thì bây giờ chúng ta sẽ đánh cái thành này đã. Thành này về mặt lý thuyết thì chúng ta đánh khá dễ dàng, nhưng mà mình đánh auto trận trước mấy trận nào nó để cho quân của mình chết kinh quá. Trận này buộc phải đánh tay rồi, không thì mất hai cái thằng con tò ma này thì chết mình. Bây giờ vào trận mình còn phải hồi máu cơ số cho bọn đấy, mấy con cua vỏ ốc đấy, nó đánh auto rất vớ vẩn. Nói chung thì quân nó thì chẳng có cái gì đáng kể cả, mình đánh tí là xong thôi, nhưng mà lại phải mất công, mình đang cần phải hồi máu. Trong đám quân của mình thì mấy cái thằng nhóm hồn ma này, mấy con này nó hình như nó có skill là hồi máu, nó không chết được. Mà mấy con ma chơi này của mình thì tuyệt vời luôn. Đánh nhau mấy bọn orc này thì cứ dùng mấy con ma chơi này thì chúng nó đánh đến mùa mít cũng chả hết được quân. Mấy bọn ma chơi nó rất là mạnh. Rồi, bắt đầu vào trận chiến thôi. Có thể là mình sẽ chiếm các cái vùng này luôn. Đợt trước mình đốt rồi, nhưng bây giờ có lẽ mình sẽ chiếm để sử dụng. Bởi vì là dù sao thì mình cũng đã phát triển đất chiến, các đơn vị quân của mình đến một cái mức nhất định rồi, nên bây giờ mình cũng không ngại lắm. Rồi, bốn con ma đứng sau luôn. Cổ pháo à? Cổ pháo này chất vãi trưởng. Cho hai cua vỏ ốc đứng đây. Tiện thể. Bọn này nó không có cái skill hồi máu cho tất cả các đơn vị quân, nó chỉ hồi được cho một thằng là một. Thế nên là mình sẽ phải hồi cho từng thằng một. Sao vào phát đó gọi được ngay mấy con zombie lên sẵn này rồi. Tấn công vật lý vào mấy con ma đẹp thôi gì. Bắn súng nào em. Bắn vào tập tướng nó này. Khổ phá rồi.
Rồi lã đây. 53 mấy cái con tà lao này thì làm ăn gì? Nó còn không dám xông vào. Sẽ vòng ra phía này móc lốp mình à? Ăn luôn. Mấy con cua vào ốc có xử luôn. 53 mấy cái thằng ọc này. Trời. Mấy thằng bắn súng này bắn phê thật đấy. Ủa. Trận này mình cũng không cần truy đuổi chúng nó đâu, bởi vì là trận này là ui ôi con mụ béo này chạy tít thế. Đúng là con cua vỏ ốc mà mình gọi nó đúng mà. Đây là đội quân hồn ma này, đội quân không bao giờ ui dù hai thằng bắn súng. Mình không chơi nguyên quân khổng lồ, mình vẫn chơi các cái đơn vị quân nhỏ. Đó là đội hồn ma. Đội hồn ma này thì các bạn có thể nhìn thấy rồi, nó cái khổng đội hồn ma này nó chống bọn cận chiến tuyệt vời luôn. Chúng ta công thành, chúng ta không cần truy sát cho nó đâu, là chúng ta chiếm được rồi. Tất cả cái bản Warhammer này nó không chúng ta đốt phá thì được 100 cái này à, stack thì được 6.000 thôi, chiếm đi, mình cũng đâu có nghèo đói đến mức độ phải. Được một viên đá tăng kháng sát thương vật lý à. What? Đây rồi, tận trong cùng của map. Vùng này có 4 thành gì kìa. Con mụ béo này à, chui trong thành nó cũng xây được. Cái này là cái gì? Tăng public order à? Phá lốt. Cần xây grow đã. Thanh niên này. Admiral of the fleet. À đấy. Ôi trời, toàn quái vớ vẩn. A welcome tide. Lượt sau. Siren of the storms. Mụ béo này à, mắc cái nhánh này rồi thì nó mạnh lắm. Học lốt vào cái này nhỉ. Cho Queen Bat này. Cái này cho Ruby, Camoff và Deep War. Tiếc là mình không dùng Deep War. Mình không dùng Deep War mày. Hồi máu phanh khá nhanh, không sợ. Thôi rồi. The crew are restless. Có lượt đã. Kinh tế của mình nếu mà khá khá thì mình bắt đầu mình đi đào mỏ. Em đi đào mỏ. Thanh niên này chuyên nghề đào mỏ ấy. Mình chưa tuyển được thêm một vài thằng hero nữa nên cho nó đi đào mỏ. Một faction bị tiêu diệt rồi. Có tất cả 5 thằng tướng huyền thoại cơ à?
Nhưng mà liệu mình có đủ để mà khôi phục được đến tận 5 thằng tướng không nhỉ? Những cái nơi mà nó có cái hình bàn tay này lên là các bạn có thể gọi dậy những linh hồn đã chết được. Để gia nhập quân đoàn chúng ta. Mấy thằng thằn lằn dẹo à? Rank cho tất cả những phần gì cộng di chuyển rồi. Cái này đi. Armed and ready. Moving. Đây rồi. Đào mỏ phát xem được. Đứng chỗ này chưa nhỉ? Thin out the cattle. À rồi. Sợ, được có 1.000, giá thấm vào đâu? Đâu rồi? À? Cái nhiệm vụ đi đào mỏ rồi. À, mỗi một vùng nó đều đào được chứ có phải nguyên 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 cái vùng này đâu. Ồ, thế thì chúng ta có thể tiến tiếp ra đây mà. Cái mỏ đấy nó ở đây. Ở đây. Có nghĩa là chúng ta cứ đi được một quãng chúng ta lại đào mỏ phát à? À, được, được, được. Thế mà bây giờ mình mới biết. Có tài nguyên này. Xây cái này lên đã. Giết luôn thằng này. Ui, sau một lượt hồi gần đầy quân rồi. Sao nó lại có tường thành này? À đây là thành to mà nhỉ? Đương nhiên nó phải có tường thành chứ. Strike now, crewman. The last is upon me. Let's fight. Mình đang cần kiểm soát vùng này. Không cần nhà lính này. Phi. Ai già. Mấy thằng giờ em hai mấy cả mấy thằng này oánh lẫn nhau. Ăn mày. Trận này công thành vui phải biết. Mấy anh khổng lồ mình vẫn chưa hồi đầy máu hoàn toàn. Mấy anh bắn súng khổng lồ mình. Mấy anh khổng lồ của mình. Ai dồi ôi. Fleet captain. Đây. Vampire captain. Bọn này nó chạy nhanh nhất. Cua vỏ ốc à? Bộ pháo quái dị. Báo mình không rồi. Lã vào bọn này cho anh. Úi dồi ôi. Nó đánh mình hơi ác ấy nhỉ. Rồng của mình bay đấy rồi. Ok. Rồng đánh bọn này đi.
bên dưới để cho bọn quái kia nó đánh được rồi. Ai chả bắn không có thấm mấy nhỉ. Ai chả bắn pháo mình mất nhiều thế. Ôi sập mất khẩu pháo rồi. Có gói tràn vào đây. Không cần phải cay cái cổng này. Tràn vào. Ôi nhở, bọn này nó cứ gọi mấy thằng zombie ra liên tục này. Ôi, chạy ra đây đi. Chết mất khẩu pháo. Giải quyết nhanh cái bọn thằng thành này. Chết mất khẩu pháo rồi. Chả có thằng nào mất máu luôn. Bọn quân trong thành thì không thằng nào mất máu. Không thể mất máu luôn. Năm ba cái con ốc sống làm sao được cứu cua vào ốc. Mà xong rồi. Cái này nó gọi thêm ma lên rồi. Ôi mấy thằng này chạy nhanh phết nhỉ. Vào đây được à. Ôi úi dù vãi cả súng. Mấy mụ béo này đâu rồi. Mấy con cua vào ốc rồi. Ra đây. Úi dù súng bắn cho. Úi mà giận lắm. Rồi. Thế này thì có nghĩa là mình cứ chui thẳng vào nhà nó thôi. Cái khẩu pháo Queen Bat này có nghĩa là phải có lực lượng bảo vệ ấy. Như vậy mình sẽ chia bọn rồng nó tấn công vào hai cái tháp canh của nó để cho nó không bắn vào mình nữa. Tất cả xông hết lên. Cái con tàu ma nó khắc chui được ra mấy thằng zombie ở dưới chân nó. Hay nhỉ. Cướp thì mình sẽ hồi được 25% quân và được 7.000 gạo. Bộ béo này nâng cấp tiếp cái này lên này, di chuyển xa hơn này. Xây cái này. Được, tăng public order để lại được. Đây rồi, có thể tuyển được cua vào ốc. Cái con này nó là cái con gì nhỉ? Ồ,
tuyển được cái thằng khỉ gió này thôi. Success này, quân ninh này, tấn công độc. Cái thằng này, thằng này có đồng vàng chắc chủ yếu đứng ở thành thôi. Nó mạnh về tấn công tầm xa này, nó không, không cho bản thân và đồng đội xung quanh, cho đơn vị tầm xa. Trong vòng 25 giây. Cái này thì nó nghĩa là nó không sử dụng gì cả. À, nếu mà chúng ta sử dụng nhiều các đơn vị tầm xa thì chúng ta nên có thằng này trong đội hình. Cưỡi được cả cua vỏ ốc này. Chắc không cần lắm đâu, bởi vì mấy thằng tầm xa của mình nó hổ báo lắm rồi. Cho đi đào mỏ, thế thôi. Dự là anh lại được đi đào mỏ. Gọi hết cả ba thằng lên. Phía bắc này hình như còn một cái mỏ nữa phải đào. Mình sẽ đào lốt bà béo này. Phía bắc còn một cái mỏ nữa. Phía bắc còn một cái mỏ nữa. Thằng hiệp sĩ này hình như nó không chết được thế nào, bất tử. Quá mạnh luôn. Thằng này cho đi ám sát à? Không cần. Quánh nhau một tí chứ. Tướng lên cấp à? Cho đồng minh, cho đồng đội này. Cho bản thân và đồng đội trong bán kính 200m. Admiral of the fleet. À, chúng ta đủ cấp độ để có thể bổ nhiệm nó vào các cái chức vụ. Khá nhiều chức vụ ấy nhỉ. 4 thằng tướng huyền thoại trên này, bọn này tướng cùi chắc ở dưới này thôi. Mỏ thứ hai. Đây, trên này có một cái mỏ nữa này. Ở đây này. Cho mấy thằng đi đào mỏ lên đây đã. Thôi. Chỉ sợ đi lên trên này gặp phải bọn 2F ở trên này thì mình đây này, thằng 2F trên này mình lại không tiến lên được. Sợ không đào được mỏ nữa. Cứ đến một vùng đất chúng ta lại đào mỏ bắt để kiếm thêm tiền. Thế mà mình không biết. Thế kiếm tiền nó phải ngon nhỉ. Nó đến một cái thành nào đó là chúng ta lại cướp, chúng ta lại đào mỏ phát. Are you some kind of eel? I prefer. Ai, tuyên chiến với mình à? Mấy thằng thằn lằn ở tận dưới này mà tuyên chiến với mình à? Gớm nhỉ. Mấy cái thằng Empire này đang là lá chắn cho mình ở phía bắc chống lại bọn 2F. Chúng
chúng ta đang tiếp tục tăng trưởng đấy. Đây này, bọn này phía bắc này, bọn mạnh phết đấy. Shots beat swords. Đa mỏ. Gunnery wide. Thanh niên này vượt sông sang bên cái bờ bên kia để đào mỏ. À, đi ra đây đã. Xuống dưới đây. Tuyệt vời, ông mặt trời. Chả có cái quân gì cho ra hồn. Béo này cười man rợ quá nhỉ. Ambush, mạnh về ambush. Cộng leadership biết đánh nhau trên biển. Cấp 17 đấy. A good understudy. Con này nhìn trông xấu trai nhưng mà đánh chất phết. Tuy anh không đẹp nhưng mà anh rất là chất. Chờ một chút để lên lốt anh nữa. Được gì không? Chẳng đào được cái gì. Đào xem nào. Có đào được cái quái gì đâu. Mấy thằng phương nam này. Đâu rồi? À, chuột này. Captain, time to go. Đúng chỗ này không nhỉ? Đúng rồi mà. Thằng này nó chiến tranh với mình à? Nhưng mà nó còn hơi mới bò lên đến đây. Mấy thanh niên đào mỏ. Hơ, mấy thằng tiên lại đánh nhau kìa. À vâng rồi. Đội quân đào mỏ mình bây giờ cũng đông phết đấy chứ. Ta còn có đến tận 5 tướng huyền thoại nữa, nhưng mà thế thì chắc lãnh thổ phải rộng lắm thì mới mua được mấy thằng tướng đấy. Khi mà cái infamy của chúng ta, lên mức cao nhất rồi thì chúng ta không sợ nữa. Làm xong cái nhiệm vụ đấy thì chúng ta cũng không cần infamy nữa. Chắc chỉ cần cái khu dưới này thôi. Ở đây có cái chuyện gì thế? Ơ à, sao vẫn chưa đào được mỏ? Đúng rồi mà. Fury on my way. En route. Crew,
salute your betters. I thirst. Pestilence comes. Sao chưa đào được mỏ nhỉ? Chắc phải mất vài lượt à? Mụ béo này tiến xuống đó. Phía nam có kẻ thù. Madam, I lost a dear fan. Public order dương à? Không sợ. Mà chơi được cái thằng nào không nhỉ? Luther Harkon. All the sea is mine. All of it. Why do you pester? Death lurks behind every syllable. No. Sáu thành. Not one druki on Nagaroth. Mistress of the Undying Forest. Con này nó kiểm soát hết cái đảo rồi kìa. Kislev. Con này bốn thành. Con này một thành. It's us all. Dăm ba cái thằng thằn lằn vân vân. True savages. A negotiation. How about? What? Bring me tribute gear. No, no. Mấy thằng chuột bọ này. Mấy cái thằng chuột bọ này. Chưa thấy nó thông báo hiện cái mấy con chuột này nó cứ chui ở đây xong rồi. Không chắc là mình có muốn kiểm soát cái khu vực phía nam này không. Thằng là nó vác quân lên đây rồi cả. Định chiếm định đánh thành của anh á. Ngon nhỉ. Đập chết mấy cái thằng lằn này. Cái gì đây? Cộng 20% di chuyển cho tất cả quân đội hay hồi máu. Di chuyển đi. Ui dồi ôi, con mụ này. Ai chả. Ngon đi vào đây. Thành này được có 6.000. Chà, bộ thành này nó xây dựng lên rồi, bây giờ lắm tiền thế. Cái con này là con cua vỏ ốc nhưng mà cỡ nhỏ à. Aquatic Armor Flashing. Vừa có thể bắn tên. Siren of the Storm. Misty Lamager. Rất cùi. Nào, thằng thằn lằn này muốn gì? Dry powder.
sully their soil. Come here. Shots beat swords. Do the poor of death. With this seed comes rot. Sao mình đào cái bên dưới này chả thiếu được cái gì nhỉ? Cái mỏ ở đây rồi. I hunger for blood. Đúng chỗ này rồi mà. I'll lash the strap, thin out the cattle. Sao không được kìa? Lend lubbers. Quái nhật. Để đào trong bao lâu? Mặt tướng đào một phát được luôn mà. Sing the songs of death. Mặt tướng nó đào một phát được luôn, thằng này đào biết bao lâu. Rồi cứ để chờ là xem cho nào. Chết, thằng 2F ở phương Bắc mạnh Don't lắm. Test me in great. The power of Vãi. Thằng này là thằng gì? Thích đánh nhau với anh à? Dăm ba cái thằng. Rồi, mình ăn tất. Đợi nó ra lốt một cái có thể mình sẽ gọi thêm một tướng huyền thoại nữa ra. Rút lui chiến thuật à? Thế nào cái thằng orc ấy bị dẹo rồi à? Thằng này nó kiểm soát được cái vùng này. Tất cả cái vùng này bị đốt cháy hết rồi đâu. Ăn không? Ăn không? Này không biết bao giờ mới đào xong mỏ. Bao lâu? Gunnery White. Setting out. Có thể đào được cái mỏ gì đâu. Sully their soil. Đúng chỗ này rồi mà. Còn cái gì ở đây đâu. Bên dưới này đâu có đi xuống được. Hết đường rồi đâu. Bọn Alphano nó tuyên chiến mình rồi. Chắc có khi phải cho tướng xuống được chứ nhỉ? Chưa hiểu cái chỗ này lắm. À, chuột nó chui vào đấy nó ở. Đất dưới này toàn đất của bọn chuột.
Mấy thanh niên trượt rồi, khử nó đi cho anh. Mà cứ để mấy thanh chuột này nó mạnh mạnh này, chết dở anh nhỉ. Lô lệ của Dark F. Captain on deck. Không thấy bọn này nó đào được cái gì đâu nhỉ. Mày nè. Hả? Lắm con rơi bay bay ghê nhỉ. Mấy con rơi bay bay đấy gặp phải rồng với cả mấy thằng bắn súng thì nó bắn cho to đầu. Cá sấu à. Bắt mấy cái thằng bắn tên độc của nó trước á. Mấy cái thanh liên khổng lồ ấy nó có thể gọi ra mấy con zombie ở ngay dưới chân cũng hay. Để bảo vệ nó tốt. Đánh nhau với mấy thằng cận chiến, tướng của nó, tướng cận chiến sợ gì. Cho hồn ma ra cắt tiết hết bọn này. Ây chà, quái của nó phần đa là anti-lock ấy, mình phải cẩn thận. Quân của nó dàn bên kia. Thôi đứng ở đây đi. Rút vào rừng, làm gì cho nó tối tăm. Đánh kiểu liên hợp này xem nào. Rồi. Quyền bét. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi, mấy con bay bay vỡ mồm. Cái bọn này cái gì mà nó cũng mạnh. Pháo cũng mạnh nhất kia luôn. Súng thì cũng nhất luôn dù. Bọn này bò lên đến nơi chắc chết cơ số. Quay sang bên này à. Úi xồ. Lém bom à, lém bom à. Úi xồ. Úi xồ. Hai thanh niên này.
kẻ thù đang đến này. Anh em chuẩn bị. Ăn luôn. Rồi ăn mấy con ma chơi của anh nhé. Mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Ăn làm sao được ma? Ma chịu đòn tốt lắm. Đéo đâu à? Công. Ôi, gần như không mất máu rồi. Nó định cho ra đây để nó vòng móc lốp à? Hai thằng này bắn theo hướng nhau. Á chà. Chưa thấy quân của mình mất máu. Cái bọn hồn ma này nó có thể hút máu nữa cơ mà. Đây rồi. Ôi, đuổi nó tận đây rồi. Quay lại. Thanh niên chạy gớm quá. Rồng này quay lại. Úi ngộ. Nên khi quân tòa nào của mình kéo cờ đấy. Chắc là mấy thằng Ruby gọi lên. Úi dồi. Đánh nhau với hồn ma. Úi dồi ôi. Dăm ba cái con thần lằn này, thích chết à? Người sống thì làm sao mà đánh lại với người chết được? Đâu rồi, mũi béo rồi. Vừa bỏ. Ai da, thanh niên này. Nhìn tôi cua bỏ bị ngộ ghê vậy. Oh. Có thương vong gì đâu. Không chết một thằng lính nào. Ngay cả mấy con ma còn không chết. Tởm đời nhất vẫn là khẩu pháo và mấy thằng bắn súng. Nhưng mà liệu mình có ăn được bọn chuột không nhỉ? Chuột nó có thuốc độc. Ghê lắm. Nhưng mà mình muốn đánh xuống phía nam thì mình phải đánh nhau bọn chuột rồi. Có tất cả 4 tướng huyền thoại.
4 tướng huyền thoại. Con mụ béo này mạnh ma, thế nếu như có một thằng tướng nữa nó tăng cũng có tăng cả cho tất cả các đơn vị quân. Con mụ béo này tăng cho tất cả, khá sát thương vật lý. Mấy con ma của mình gớm thật, nó đã kỳ cơ bản ma đã kháng 80% sát thương vật lý rồi, cộng thêm con mụ này nữa, nó cộng thêm vào nữa thì dâm ba cái thằng thần lằn đòi đánh nhau với anh. Chọn cái này được một cái món đồ à, cấp 20. Thanh niên này cũng hổ báo phết rồi đó. I lost a dear fan. Oh! Thằng này nó đang pem mình này. Một thằng đang ép. Quay lại pem nó đã. Admiral of the fleet. Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Sắp lại có biến động xảy ra. Sao đào mỏ mãi không được nhỉ? Không biết mấy thằng đấy nó có biết đào mỏ không? Admiral of the fleet. Nó có biết đào mỏ không nhỉ? Con chuột. Ô, bị dẹo rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.